Chào anh chị, chúng ta đang có mặt tại cung đường đại lộ New An Thới, trục đường 36m lớn nhất của dự án đô thị đảo Sun Grand City New An Thới tại Nam Đảo Phú Quốc. Và trong màn hình thì chúng ta đang nhìn thấy một cái dãy shop house, một block shop house, trong đó có căn AT31. AT31 là cái căn kề góc, căn đầu tiên là một căn màu đỏ, như anh chị nhìn thấy căn thứ hai sẽ là căn AT31. Và AT31 thì sở hữu một cái chiều cao 5 tầng với cái mặt tiền sẽ rộng 7,5m. Và là một căn áp góc. Trong đó thì cái ưu điểm lớn nhất là cái tầng 5 sẽ là có ban công ngoài trời. Và cái căn AT31 này như anh chị đang nhìn thấy thì sẽ có những cái ô cửa được sơn màu vàng và có chiều cao là 5 tầng. Đặc biệt là tầng 5 thì anh chị nhìn thấy là có ban công ngoài trời. Mặt tiền 7,5m và chiều sâu căn nhà là 14m. Tổng diện tích lô đất là 105m2 với cái chiều cao xây sẽ là 5 tầng. Và nằm trên cái cung đường lớn nhất của đô thị đảo Sun Grand City New An Thới, đấy chính là đại lộ New An Thới. Và đây là toàn bộ cái hình ảnh về căn AT31 là căn ở giữa và có màu vàng. Như chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì ngay dưới tầng 1 thì sẽ có toàn bộ là cửa kính. Từ tầng 2 đến tầng 5 thì sẽ có các cái ban công và ô cửa sổ. Và đây là một trong những cái căn rất là đẹp vì nó sở hữu vị trí ở đoạn giữa của cái trục đường AT cũng như là phía sau lưng sẽ là một công viên, đấy là công viên CETA và đối diện này sẽ là công viên Limoni. Như anh chị nhìn thấy thì chúng ta có một cái mặt đường rất là lớn, rộng đến 20,5m. Ngoài ra thì vỉa hè ở trong này sẽ có vỉa hè rộng 8m, trong đó thì sẽ có 5m là vỉa hè thuộc... về hè công cộng, còn sẽ có 3m, tức là căn nhà sẽ thụt trước 3m thì sẽ là tổng cái diện tích về hè sẽ là 8m. Và từ căn AT31 thì chúng ta di chuyển rất là tiện lợi, những cái dòng khách từ khu vực công viên họ sẽ đi qua các cái khu tiểu cảnh, các cái xẻ khe này họ sẽ ra cái trục đường chính, cũng như là cái trục đường đại lộ New An Thới này thì cái lượng căn rất là giới hạn. Và đây cũng sẽ là cái trục đường huyết mạch kết nối từ tất cả các dự án của Sun Group ra đến khu vực cáp treo Hòn Thơm. Và trên đại lộ này thì sau này sẽ xuất hiện các cái chuỗi khách sạn, các cái chuỗi nhà hàng lớn tại đây, cũng như là các cái dịch vụ như trà sữa, cà phê, vân vân thì sẽ xuất hiện tại đây. Và AT31 là một trong những cái lựa chọn hoàn hảo để anh chị có thể đầu tư ngay cái thời điểm mà Phú Quốc vừa chính thức được lên thành phố. Và trong đầu năm 2021 này sẽ có những cái đợt sóng bất động sản rất là lớn và dòng tiền sẽ đổ về với Phú Quốc. Và đây là cơ hội để anh chị đầu tư. Hiện tại thì chúng ta có cái chính sách chủ đầu tư hỗ trợ kinh doanh trong 2 năm đầu một cái voucher trị giá 2 tỷ trừ thẳng vào giá bán. Một trong những cái chính sách mình nghĩ là tốt nhất của Sun Group tính từ trước đến giờ. Ngoài ra thì chủ đầu tư miễn phí quản lý dịch vụ trong vòng 5 năm dành cho những khách hàng đầu tư tại thời điểm hiện tại. Và anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Và đây là căn AT31. Và anh chị đầu tư thì vui lòng liên hệ với em. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại.